Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 3, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Sáng mùng 6 tháng 3, tại thành phố Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Úc. Theo chương trình, sau khi Thủ tướng nước chủ nhà Úc, Tổng thư ký ASEAN và các trưởng đoàn phát biểu, hội nghị sẽ thông qua các văn kiện. Cũng tại sự kiện này trong sáng mùng 6 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Campuchia tổ chức thành công bầu cử Thượng viện khóa 5, cho rằng kết quả của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia CPP tại Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Samdech Techo, Chủ tịch Hun Sen và lãnh đạo cấp cao CPP, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Quốc vương Norodom Sihamoni và Samdech Techo Hunsen. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Sáng mùng 6 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tiếp tục công bố cáo trạng có nội dung liên quan đến hành vi phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng của các bị cáo đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong cáo trạng nêu rõ phương thức phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm như thâu tóm cổ phần ngân hàng SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự để nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan, thành lập, sử dụng các công ty ma, thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản bảo đảm, ký hợp thức hóa chứng từ rút, nộp tiền để tạo lập hồ sơ vay khống, rút tiền của SCB. Các bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội trên có bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Chi Minh Dũng, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Hoàng Minh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, Bùi Nhân, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, Diệp Bảo Châu, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB. Sáng nay, cáo trạng công bố tiếp hành vi phạm tội của các bị cáo nguyên là giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh của ngân hàng SCB, lãnh đạo, nhân viên định giá và tài sản đảm bảo SCB, nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an đã ra thông báo hai tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. 1. Tổ chức khủng bố nhóm hỗ trợ người thượng có tên tiếng Anh là Montana Support Group, in, viết tắt MSGI, do các đối tượng Imut Molo và Idu Ndap, nguyên là thành viên tổ chức, Quỹ Người Thượng MFI ở Mỹ tuyên bố thành lập năm 2011 nhằm móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Đối tượng cầm đầu, chỉ huy, Imut Molo sinh năm 1960 tại Đắk Lắk, chủ tịch, Idu Ndap, phó chủ tịch, Ibion Molo phụ trách đối ngoại, ILLBA phụ trách truyền thông. 2. Tổ chức khủng bố người thượng vì công lý có tên tiếng Anh là Montana Stand for Justice MSFC, do các đối tượng Iquin Dap, Ifit Rok, Iferu, Iaron Iban, Hak Sarina Krom, Hak Tang Dap, Idrinung, HMLA Ru thành lập tháng 7 năm 2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4 năm 2023. Đối tượng cầm đầu, chỉ huy, Iquin Dap sinh năm 1992, Ifit Dok sinh năm 1993, Iferu sinh năm 1979, HBAP Krom sinh năm 1987 và Iaron Iban năm 1985, cùng ngụ tại Đắk Lắk. Người phát ngôn của tập đoàn công nghệ Meta, Andy Stone, đăng thông tin trên mạng xã hội X Twitter sau khi người dùng Facebook, Instagram và Threads trên toàn cầu gặp lỗi diện rộng vào tối mùng 5 tháng 3, theo giờ Việt Nam. Hàng loạt người dùng bị đăng xuất khỏi ứng dụng. Cụ thể, khi đang sử dụng, nhiều người dùng Facebook nhận được thông báo rằng họ đã đăng xuất khỏi tài khoản. Người dùng được yêu cầu đăng nhập lại nhưng lại nhận được thông báo rằng mật khẩu của họ không chính xác và không thể đăng nhập lại thành công. Hiện Meta vẫn chưa lên tiếng về sự cố này. Thống kê từ Dow Detector cho thấy có hơn 300.000 lượt báo cáo về lỗi Facebook bị sập và khoảng 40.000 báo cáo cho Instagram, tính đến khoảng 10 giờ sáng theo giờ E, khoảng 23 giờ Việt Nam. Tiếp nối đà tăng của giá vàng thế giới, sáng nay mùng 6 tháng 3, công ty vàng bạc, đá quý Sài Gòn SCC công bố giá vàng SCC bán ra lên tới 81 triệu đồng mỗi lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại tăng rất mạnh,
Công ty SCC niêm yết giá mua vào 66,6 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 67,8 triệu đồng mỗi lượng, tăng 300.000 đồng mỗi lượng. Một số chủ tiệm vàng cho biết khách hàng bán vàng miếng SCC rất ít nên nguồn cung của loại vàng này bị hạn chế, thế nên giá vàng SCC chưa dừng đà tăng. Riêng vàng nhẫn, tuy người dân bán ra khá nhiều nhưng do giá vàng thế giới tiếp tục tăng nên giá của sản phẩm này vẫn nóng lên. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Các cử tri 15 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ đã bỏ phiếu trong ngày siêu thứ ba. Điểm bỏ phiếu ở bang Alaska đóng cửa trễ nhất lúc 12 giờ ngày 63 giờ Việt Nam. Các cuộc thăm dò của công ty Edison Research ở bang California, Bắc Carolina và Virginia trong ngày siêu thứ ba cho thấy vấn đề nhập cư và kinh tế đang là mối lo ngại hàng đầu đối với cử tri cả hai đảng. Đa số cử tri đảng Cộng Hòa ở các bang đó cho biết họ ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng cam kết sẽ triển khai hoạt động trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ nếu tái đắc cử. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ chiến thắng trong các cuộc bỏ phiếu của đảng Dân Chủ, bất chấp sự phản đối từ cử tri theo đạo Hồi liên quan vấn đề Israel. Công ty Edison Research dự báo Tổng thống Biden dễ dàng giành chiến thắng ở Iowa, Bắc Carolina, Virginia và Vermont. Trong khi đó, Edison Research dự báo, cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng ở bang Virginia và Bắc Carolina khi ông tìm cách buộc đối thủ Nikki Haley rời khỏi cuộc đua, chuẩn bị cho màn tái đấu với Tổng thống Joe Biden. Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã đến Kenya vào tuần trước, sau đó không ai chắc chắn ông ở đâu trong khi bạo lực bùng nổ tại Haiti. Theo Reuters, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã có mặt ở Puerto Rico hôm 5 tháng 3, xóa bỏ sự không chắc chắn về nơi ở của ông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về cách thức thời gian ông Henry sẽ quay trở lại Haiti trong bối cảnh bạo lực bùng nổ và nhiều băng nhóm ở quê nhà đe dọa lật đổ ông. Trước đó, Thủ tướng Ariel Henry đã đến Kenya để ký một thỏa thuận thành lập lực lượng an ninh quốc gia do Liên Hiệp Quốc, LHQ, hậu thuẫn để chống lại các băng đảng ở Haiti. Sau đó, ông chưa về nước và cũng không rõ đã trú ngụ ở đâu. Hôm 5 tháng 3, văn phòng thống đốc Puerto Rico xác nhận ông Henry đã hạ cánh xuống thủ phủ San Juan sau khi các báo cáo từ truyền thông địa phương cho biết Dominica, quốc gia cùng tọa lạc trên đảo Hispaniola với Haiti, trước đó đã không cho phép máy bay của ông hạ cánh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Mỹ Quyên, Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. We'll be right back.